Ok. Hello mọi người. Đây, mình đang ở Five Below. Cái tiệm có đầy đủ mọi thứ. Đây này là mấy món chỉ 5 đồng, phải 5 đồng trở xuống, 5 đồng hoặc là dưới 5 đồng. Này tiệm bông lắm, khá nhiều người thích tiệm này tại nó rẻ, dưới 5 đồng, 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng.
lớn. Okay. Video sau.